Ui, mẹ thanh niên đi lách xù à? Mẹ nâng tạ khéo mà khéo hỏng xe. Phòng gym là một nơi tập luyện thể thao. Tuy nhiên trong đó những tình huống hài hước xảy ra không ít. Trong hôm nay chúng ta hãy cùng theo dõi những clip của những diễn thể hình đã xảy ra những tai nạn hài hước nhé. Ok, chúng ta hôm nay sẽ đến với những thánh hài cũng như là những tình huống phô ở trong phòng gym. Vâng, anh chàng định làm gì đây? Một đánh rắm ạ. Ui giời ạ. Nâng nặng quá tòi cả rắm ra luôn. Ui giời ơi, làm gì đây? Ui, khi nó bật vào mặt. Ui, ra đít luôn. Ui, khóc nha. Hấp, ui, nếu mà quánh vào một số chỗ nhá. Hấp. Ui. Cong thanh sắt luôn. Bùm. Thanh niên đi lách xù à? Mẹ, nâng tạ khéo mà khéo hỏng xe. Đi làm gì đây? Một cái chia tay này đấy mà. Ui, đau thế. Quái biêu đầu chán mùi quanh. Lại một thanh niên áo đen thích thể hiện. Ý xài, ý xài, ý xài, ơi, ý mặt nhăn. Ý xài. Toàn mấy thanh niên nghịch ngu. Bố đến lại mày. Xoạc, đây là tập xoạc anh em ạ. Tập xoạc. Làm gì đây? Một, thể hiện nào. Ui giời ơi. Vâng, anh niên áo đỏ. Ý, hỏng bố. Này cũng đền vỡ. Ui, tập cơ này cơ gì đấy? Tập cơ gì đấy? Hấp. Yeah. Kéo mà tòi cứt ra. Ui dồi. Hấp, lộn ra sau rồi. Xong. Đền thôi. Ui. Tập này vui phết đấy anh ạ. Vâng. Ui giời ơi, bước chuẩn bị đã lát rồi. Ấy yep à. Một lúc đi. Yep. À. Yep. Keep up. Yep. Cái nữa. À. Được. Kích. Yep. À. Chị này làm gì đây? Ui 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 ui. Đỡ trượt. Там где? Да ладно, индийское кино его. Он с Индии же, да? Да ладно, цели его что ли? Có khi nào anh em tự ước mình làm như này không? Trên phim không giống như thực hiện ở ngoài đâu mà bắt chiếc.
Dập mẹ mũi. Mấy thanh niên tự tập ở nhà, nó đè nó chết cho mà xem. Ui 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 ui, muốn vẹo xương sườn, muốn vẹo xương sườn. Nào thanh niên, cố lên, làm gì đấy? Làm gì đây, làm gì đây? Thôi đến đã ông luôn. Ui lại còn đổ nữa, kéo mà còn đổ. That was a fail, guys. Sumo deep lip. Ui rồi. Yếu hơn thích ra gió à? Cái thanh niên múi miếc ác hết đấy. Ui ôi, thốn. Thốn. Ui. Múa cột à? Wow. Làm gì đây? Ui giời ơi, cái treo phơi quần áo của bố mẹ. Hại đại nát. Úi giời. Lên nào. Một. Chấp. Thôi 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 thôi, thôi. Con này lại tụt rồi. Gầm. 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 Vỡ kính này. Gầm. Gầm kinh không. Hí. Hí. Còng mẹ nó rồi. Lên nào. Cái này kéo tỏi giòm rồi. Tỏi giòm. Ngất này. Đấy mà. Quá sức đấy anh em ạ. Kiểu nó gây cái lượng lượng máu dồn lên não nhiều quá ấy. Vâng vâng, làm gì đấy? Úi, úi giời ạ. Bố cột kiểu này thì bố đến chịu mày. Vâng, thanh niên body. Mày gì đây? Kéo tụt bố khăn ra giờ. Chịu chúng mày. Ui giời ạ. Lộn ra sau này. Vợ cái gương. Chổ ôi. Ăn nại đái nát. Chán chưa. Ui, ui được được. Thanh niên học MMA đây đâu. Ui thanh niên cà vẹ. Ui đứa. Ít xài. Làm gì nhau. Ui. Ui giời ơi. Ui. Thốn thế. À. Đổ đổ. Ui giời. Chạy tí vào chân nhá. Lên nào. Chán chưa. Ui giời, ui giời. Tập gì đấy, tập đi Valentine à. Those aren't push-ups. Maybe he's a porn star. Practicing the technique. Ui tập thanh niên tập đi lên Valentine. Chất lượng rồi. Chất lượng, chất lượng. Ui giời. Được. Yeah. Yeah. Ui giời ơi. Toàn mấy thanh niên tự quay thể hiện. Con này lại cắm đầu đúng rồi. Đấy mà, đấy mà. Đấy mà. Thư nhạc anh em ạ. Làm gì đây. Lên nào. Được.
lại lộn đấy. Thốn quá. Giỏi. Mày giỏi. Sợ mà thanh niên đeo kính. Ừ, được. Tốt, thôi thôi. Đấy, đấy mà. Tập. Ok, vừa rồi là video reaction của mình về những cái tình huống hài hước và tai nạn hài hước trong phòng gym. Thì các bạn hãy nhớ comment ý tưởng của các bạn với mình reaction ở dưới phần bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn.